Tỉnh lại đi anh, em đây mà. Quỳ à, anh nghe hình như có tiếng hát ở đâu đấy thì phải. Có ai đâu, em hát đây nè, chứ có ai. Quỳ, Quỳ ơi, nhà của anh đâu rồi, hả Quỳ? Đó, anh lại mơ nữa rồi. Không hiểu sao, anh đã cố tình quên, nhưng mà lòng anh vẫn nhớ. Mà đã là cõi lòng rồi. Thì làm sao quên được. Chúng ta nhân ca trẻ quá. Chưa bóng rồi phải không anh? Có gì đâu rồi. Anh biết là con nghe nó nhân nói như anh không rồi. Mà anh thì anh vẫn không thể nào ngồi nhẹ nhối em à. Thôi anh ăn cháo đi. Em biết anh đói lắm rồi đó. Mấy ngày nay anh không ăn uống gì hết à. Quê à? Dạ. Em đừng để cháu cao thai lắm lặng chi nữa. Em đi vô lặng chi một chiếc lá xí ra. Hát là mấy lần. Trời ơi, anh đừng có nói em vậy mà. Ở nhà là chỗ cùng chung số phận với nhau. Không thương nhau thì còn thương ai nữa đâu. Anh Hạnh, anh Hạnh, lúc nào em cũng muốn thay thế chị Lan để lo lắng và chăm sóc cho anh mau lành bệnh. Để anh được sống hoài, sống mãi với em à. Thật tội nghiệp cho em quá. Tình thương thì em dành cho anh quá nhiều. Còn tình yêu thì anh không có được một chút mãi mãi nào cả. Không, em đối bằng tình cảm của em mù với anh Què, chứ không phải nói chuyện yêu đương. Nghe anh quằn quại trong cơn đau mà em trào tuôn nước mắt. Quỳ, anh Hạnh. Quỳ ơi, anh ơi, nước mắt của em là nước mắt xót thương cho người đồng cành mù, kẻ thì bị đuối. Yeah.
nãy giờ mình anh không